đầy đủ các tiếng Anh nhá, bay từ Hui này sẽ vào bước từ Hui này, đấy, từ Hui mốt thì rất là đơn giản các bạn, từ Hui mốt thì việc của chúng ta ấy, đó là tầm ga, không muốn tầm nữa, để tầm ga, muốn tầm nữa về chúng ta chỉ cần là cua sang trái, đấy, còn đó là hết, được chưa? Người trái, cua, được chưa? Nhớ rồi quên mất cái hướng về rồi đúng không? Ok về đây, đấy, đi chơi Hui rất là dễ dàng luôn. Khi về đến nơi thì chúng ta sẽ thoát ra, tiếp tục chuyển. Your body.